Tuyết Như, Á hậu Miss Grand Việt Nam kín tiếng đến mức vướng tin đồn bị hắt hủi sắp đi thi quốc tế. Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, cuộc sống của Tuyết Như có nhiều thay đổi. Ngoài ra, người đẹp mong ước được chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Á hậu Trần Tuyết Như là ai? Trần Tuyết Như sinh năm 1995, sinh ra ở Thái Bình. Cô cùng gia đình chuyển về sống tại Thành phố Hồ Chí Minh khi còn rất nhỏ. Sở hữu gương mặt cá tính, thân hình nóng bỏng và khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, Tuyết Như đã được đánh giá khá cao khi đến với Miss Grand Việt Nam 2022. Nếu như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân được ví như tân binh khi lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc là Miss Grand Việt Nam 2022, thì Trần Tuyết Như lại được biết đến như một chiến binh kỳ cựu của đấu trường sắc đẹp. Trước khi trở thành Á hậu 2 của Miss Grand Việt Nam 2022, Trần Tuyết Như đã có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và giành được không ít các giải thưởng nổi bật như Á hậu 1 Miss China Asia on HQ 2017, Hoa hậu Hữu nghị Trung Quốc Châu Á 2017. Ngoài danh hiệu Á hậu 1, Tuyết Như còn thắng 2 giải phụ là thí sinh có nụ cười đẹp nhất và thí sinh thanh lịch. Top 11 chương trình The Face Việt Nam 2018, Top 16 Họa Hoàn Vũ Việt Nam 2022 và Top 5 Người Đẹp Biển, cô còn được biết đến là học trò của Võ Hoàng Yến. Không chỉ nổi bật với gương mặt cá tính hay vóc dáng nóng bỏng, Trần Tuyết Như còn có nền tảng học vấn đáng ngưỡng mộ. Được biết, để rèn luyện tính tự lập, Tuyết Như đã một mình sang sinh sống và học tập tại Mỹ từ khi mới 16 tuổi. Trong thời gian dài ở trời Tây, Trần Tuyết Như không chỉ trau dồi thêm khả năng tiếng Anh của bản thân và còn tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng El Camino College, cô đã quay trở lại Việt Nam sinh sống và làm việc trong vai trò người mẫu. Đặc biệt hơn, dù chỉ mới 28 tuổi, nhưng Tuyết Như đã là một CEO, doanh nhân có tiếng. Cô sở hữu một trường đào tạo người mẫu, Talent Agency khá nổi, đảm nhận vai trò trợ giảng cho nhiều học viên. Cùng với đó, Tuyết Như cũng kinh doanh và có cho mình một shop quần áo online. Nhờ vào những trải nghiệm này mà Trần Tuyết Như có thể tự tin thể hiện cá tính cũng như chia sẻ thẳng thắn các quan điểm của mình trong Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Còn nhớ trong phần thi ứng xử top 5, Trần Tuyết Như đã nhận được câu hỏi ứng xử từ diễn viên người mẫu Anh Thư với nội dung: "Theo Tuyết Như thì tiền có mang lại hạnh phúc hay không?" Để trả lời câu hỏi này, Tuyết Như cho biết: "Theo ý kiến của em, tiền có mang lại hạnh phúc nhưng tiền không mua được hạnh phúc. Tiền chỉ là công cụ để em có được một môi trường học tập tốt hơn, tiền cũng giúp em chăm lo cho bản thân và gia đình tốt hơn, nhưng tiền không phải là tất cả, vì hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhoi xung quanh cuộc sống chúng ta mỗi ngày. Đó có thể là việc dành thời gian ở bên những người thương yêu, được làm những việc mình yêu thích như đọc sách hay đi du lịch." Câu trả lời này của cô đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả và cũng góp phần giúp Tuyết Như giành được danh hiệu Á hậu 2 tại Miss Grand Việt Nam 2022. Bị chèn ép tại The Face chuẩn bị thi quốc tế. Ghi đậm dấu ấn bằng những màn trình diễn mãn nhãn tại Miss Grand Việt Nam 2022, Á hậu 2 Trần Tuyết Như cũng là một mỹ nhân không kém cạnh bất kỳ người đẹp nào với visual hoàn hảo. Cô là một trong những người đẹp dành cả thanh xuân để chinh phục giấc mơ hoa hậu, cuối cùng đã gặt hái được quả ngọt trong lòng khán giả với một danh hiệu mới. Trước khi cán đích vị trí Á hậu, Tuyết Như từng bị chèn ép trong chương trình truyền hình thực tế. Còn nhớ ở The Face, Tuyết Như từng không ghi nhận những góp ý của giám khảo. Ngược lại, cô bác bỏ và cho rằng phong cách thời trang của cô đang định hình mới thực sự đúng với tinh thần của Rock Chick theo đề bài thử thách trong một tập phát sóng. Sau đó không bao lâu, Tuyết Như lại gây chú ý khi cho rằng đồng đội của cô trong team Võ Hoàng Yến là Tôn Tuấn Kiệt, sống hai mặt. Theo Tuyết Như, Tuấn Kiệt đang cố gắng cô lập mình. Trong một buổi ngủ không được, Tuyết Như đã nghe thấy Tuấn Kiệt rủ Quỳnh Anh xuống phòng team Minh Hằng ngủ để Tuyết Như lại một mình. Trong tập 6 The Face Việt Nam 2018, Tuyết Như đã bị Thanh Hằng loại với lý do vì đại cuộc, trong khi cô nàng có phần thể hiện tốt hơn hẳn Bella, thí sinh team Minh Hằng. Quyết định của chị Đại đã khiến netizen nổi giận, cho rằng Thanh Hằng không công bằng, loại đi thí sinh mạnh, giữ lại người nhạt nhòa. Cũng bởi vì lẽ đó, khi trở lại với Họa Hoàn Vũ Việt Nam, Tuyết Như bị nhận xét là có nét diễn quá buồn, chưa tỏa sáng, còn hơi cứng trong ngôn ngữ hình thể. Giám khảo Võ Hoàng Yến đồng thời là cô giáo của Tuyết Như ở The Face Việt Nam 2018 cũng nhận xét: "Em đang bị thu lại, em bị buồn, hy vọng tập sau thấy Như thay đổi." Nghe những nhận xét từ giám khảo, Tuyết Như bày tỏ: "Thật ra đây là lần thứ hai em tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Trong lần trước, em cũng chưa trưởng thành lắm và em đã có một số nỗi buồn cũng như bài học cần vượt qua và cần phải chữa lành từ bên trong. Em hy vọng rằng đến với chương trình Họa Hoàn Vũ Việt Nam, em sẽ bước qua được nỗi đau đó và em hoàn toàn bình phục." Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Trần Tuyết Như dường như ít xuất hiện tại sự kiện. So sánh với hội chị em ở Miss Grand Việt Nam, Tuyết Như được đánh giá ít có hoạt động nổi bật, thậm chí fan còn từng nghi ngờ cô nàng bị hắt hủi. Dù vậy, với con đường riêng lặng lẽ này, Tuyết Như hoàn toàn có thể chứng minh thực lực bản thân. Mới đây, sau Hoa hậu Việt Nam 2022, Tuyết Như tiếp tục đảm nhiệm vị trí giáo viên catwalk tại Miss World Việt Nam. Đặc biệt, khi được hỏi có mong muốn được chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế không, Á hậu thẳng thắn: "Tôi rất khao khát được đi thi quốc tế, tôi cũng muốn được tiếp xúc với bạn bè trên thế giới, chắc chắn ở một cuộc thi hoa hậu, toàn những cô gái xinh đẹp, tài năng, tri thức, có văn hóa. Khi thi hoa hậu về, mình sẽ hoàn thiện thêm rất nhiều, có thêm người bạn mới, cũng như những kỷ niệm đẹp cho thanh xuân. Vậy nên, tôi cũng rất mong muốn trong năm sau, nếu có cuộc thi nào phù hợp, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt và kỹ lưỡng để tham gia."